Kính chào quý vị cùng các bác các anh em đang truy cập đến kênh của Tiến Audio Hải Dương, một kênh chuyên dành để test âm thanh và giới thiệu hàng bãi đến từ nhiều nước khác nhau. Quý vị và các bác các anh em trên khắp mọi miền Tổ quốc thân mến, buổi tối ngày hôm nay và đặc biệt ngày hôm nay, ngày mùng 1 tháng 11 theo lịch âm lịch, và em xin kính chúc toàn thể quý vị và các bác các anh em có mặt trên khắp mọi miền Tổ quốc Việt Nam ta, đặc biệt chúc riêng các bác yêu luôn luôn truy cập và luôn luôn yêu mến kênh của em Tiến Audio Hải Dương. Kính chúc các bác các anh em bước sang một tháng mới với mọi sự tốt lành, bằng an và nhiều điều may mắn và hanh thông. Trong video clip ngày hôm nay thì thưa quý vị và các bác các anh em chúng ta, mặt hàng của em hôm nay khá nhiều. Thứ nhất, hôm nay em sẽ giới thiệu với quý vị và các bác các anh em, và video này nó sẽ khá dài. Mong quý vị và các bác các anh em chúng ta đừng tua màn hình và cũng đừng rời màn hình. Em sẽ giới thiệu chi tiết từng sản phẩm. Sản phẩm trong buổi tối video ngày hôm nay nó em có xem nào, 2, 4, 6, 7 quả trầm. 7 quả trầm này đến từ rất nhiều nước khác nhau: Mỹ, Anh Quốc, Nhật. Và ở đằng sau của những quả trầm nhá, đây này, đằng sau của những quả trầm thì em có tới và được bốn con âm ni, và đồng thời bốn con âm ni này và đồng thời sẽ test một bộ âm thanh, đó là đôi loa B&B và chiếc âm ni rất khủng long. Bây giờ không mất làm mất thì giờ của quý vị và các bác các anh em nữa, em sẽ mời quý vị và các bác các anh em chúng ta hãy cùng đi đến những sản phẩm em muốn giới thiệu và báo giá cho quý vị và các bác các anh em chúng ta. Ai các bác nào muốn sở hữu những quả trầm nào thì hãy vui lòng nhấc máy gọi điện vào một trong hai số trên tấm biển xanh, đó là số máy 0966 603 183, hoặc số máy thứ hai đó là số máy 0961692979. 169 2979. Nếu các bác gọi điện mà không thấy em nhấc máy, vì có những rất nhiều cuộc gọi các bác em không nghe được máy vì rất bận, và các bác hãy vui lòng nếu không gọi được một cuộc thì các bác hãy gọi cuộc thứ hai, còn nếu không gọi được cuộc thứ hai thì các bác hãy vui lòng để lại tin nhắn, em sẽ lần lượt phúc đáp và trả lời. Bây giờ mời quý vị và các bác các anh em hãy cùng đi đến sản phẩm đầu tiên. Sản phẩm đầu tiên này có giá 5 triệu 200 ngàn đồng. Và quả trầm này là quả trầm đến từ Mỹ, Vandori các bác nhá. Hay còn gọi là Vandori, Vandori. Thì em hơi vụng với tiếng Anh thì em cứ đọc tắt tắt là như vậy các bác nhá. Vandori thì em cứ thông thuộc, em cứ gọi thương hiệu trầm này như vậy các bác nhá. E căng của nó bằng nhựa hết nhá. Và quả trầm này nó rất nổi tiếng, dòng trầm Vandori. Quả trầm này sử dụng trong lòng mình là một cái loa bát có đường kính là 25. Màng của nó là màng carbon kết hợp sợi thủy tinh gần mút các bác nha. Và dưới đây là một giặc cái lỗ thông hơi, nó được chạy nằm ngang từ bên này sang bên này. Lỗ thông hơi này nếu đo đường kính là rất là to. Và bây giờ thì mời quý vị và anh em chúng ta hãy cùng đi đến thông số của em nó. Rồi. Và đây là thông số của quả trầm. Quả trầm Venturi model là cái model của nó đầy đủ là CHT 8QR PV. Tức là các bác cứ đọc nhớ cái model tắt tắt cho em là Venturi, nó có cái tên là 8QR các bác nhá. Cứ đọc tắt như vậy là nhớ rồi. Venturi có tên là 8QR nhá, 8QR. Đây là các hiệu ứng đường ăn chơi của nó. Em này có cái luồng điện đi vào là điện đa cầu. Thứ nhất là điện Mỹ và điện châu Âu, điện đa cầu từ 115V đến 240V các bác nhá. Đấy, điện đa cầu. Và cái dòng này thì nó xem nào. Nó không có đề công suất, không đề công suất các bác nhá, không đề công suất. Rồi Venturi nó thương hiệu rất nổi tiếng rồi, rất là ok của Mỹ các bác nha. Rồi và có lẽ là giới thiệu xong quả nào thì em sẽ phải bê quả trầm này ra nhỉ, phủ tay để bê cái quả trầm này ra ngoài cho rộng chỗ ấy, để tí test nghe.
Rồi, bây giờ thì sẽ đến là quả trầm thứ hai. Quả trầm thứ hai này có một cái dáng thùng rất to cao đẹp trai. Quả trầm có giá 4.300.000. Quả trầm này là quả trầm cái viền lồng quanh thùng của nó, vòng quanh thùng của nó. Nó được bao bọc bằng một lớp, có lẽ là cái lớp này nó gọi là lớp sơn bóng, sơn mài, sơn bóng các bác nhé. Đấy, quả trầm này có tên là Audica. Audica, thương hiệu rất quen thuộc. Quả trầm Audica, đây quả trầm Audica, nó có một cái Audica và nó có tên là CS Sub 10 các bác nhé. Quả trầm Audica model là CS Sub 10 và một giặc tiếng Anh nó nằm dài dài đây, khó dịch, rất khó dịch, hàng made in Japan các anh em chúng ta đang được nhìn thấy. Cái quả trầm này có công suất là 210W, nguồn điện là đa cầu điện các bác nhá, nguồn điện là đa cầu điện và chúng ta đang được nhìn thấy các hiệu ứng đường ăn chơi của nó đi vào. Và bây giờ thì mời quý vị và các anh em chúng ta hãy đến với cái bát của quả trầm. Cái bát của em này nó là bát gầm, hay chúng ta có thể gọi là bát úp đất các bác nhá, bát úp đất. Có một cái loa bát, cái đường kính của nó lớn hơn 25. Bát này là bát 27 nhá. Bát này bát 27 nhá. Rất ok. Màng carbon kết hợp sợi thủy tinh và gân của nó là gân cao su rim và đây là lỗ thông hơi. Rồi, quả trầm có giá 4.300.000 nhá. Audica. Và tiếp thì tôi quý vị cùng các bác anh em chúng ta, em sẽ tản vài quả trầm này ra vì là chỗ đã hơi bị rộng một tí rồi. Bây giờ mời các bác hãy cùng đi đến với quả trầm thứ ba. Quả trầm thứ ba này có giá 2.800.000. Quả trầm này là quả trầm đến từ Nhật Bản, có thương hiệu là Đà Lông các bác nhá. Quả trầm đến có một thương hiệu đến từ Đà Lông, nó là thương hiệu của Đà Lông, hàng made in Japan. Và quả trầm này là quả trầm Đà Lông, model của nó là DS Vedup 65 các bác nhá. Đà Lông DS Vedup 65. Đó, rất là ok. Và chúng ta hãy cùng đi đến với cái bát của quả trầm. Về em này, thấy các bác thấy này. Cái mà hàng về nhá, em chưa có thời gian vệ sinh. Đây là màng nhện nó vẫn còn bám đầy đây. Đúng không? Đây là màng nhện nhá. Đấy, thổi phát nó bay luôn. Và đây này, nó sử dụng là trong lòng mình là một cái loa bát có đường kính lớn hơn 25. Màng giấy kết hợp sợi thủy tinh gân cao su các bác nhá. Màng giấy kết hợp sợi thủy tinh gân cao su. Rồi, rất là ok. Quả trầm này có giá 2.800.000 nhá. Rất đáng chơi ạ. Lỗ thông hơi ở phía trước mặt chúng ta đây. Rất là đẹp. Và tiếp theo, đây là một quả trầm Venturi đó. Quả trầm Venturi của Mỹ, nó giống như quả đầu tiên em giới thiệu là thương hiệu cùng hãng như vậy các bác nhá. Quả trầm Venturi CHT. Và chúng ta hãy cùng đi đến với quả bát của quả trầm này. Em trầm này trông thế thôi nhưng mà rất gấu các bác ạ. Cái Venturi này rất gấu. Và bát 20 có giá thành tương đối cao đấy, thưa quý vị và các bác anh em chúng ta. Quả trầm Venturi này nó sử dụng một cái loa bát có đường kính là 20, màng carbon kết hợp sợi thủy tinh, gân của nó là gân mút và một giặc lỗ thông hơi được nằm ở đây. Chúng ta em sẽ quay máy quay. Một đây là lỗ thông hơi này. Đấy. Và cái mặt này của nó này, cái mặt này nhá. Nó được trang bị là nhựa ốp viền ốp vòng quanh và để là trang bị vừa thêm là giữ cái loa bát và trang trí. Thứ nhất là rất là bền và cái mặt nhựa này. Quả trầm Venturi nó có tên là Venturi, model là CHT R3. Thì chúng ta hãy cái model của nó là đây, model của nó dưới tem này này. Venturi model là CHT 8 RS các bác nhá. Cái quả trầm này là quả trầm bát 20, quả trầm lúc nãy là quả trầm bát 25. Chúng ta hãy gọi là quả trầm Venturi bát 20 mà có giá 3.000.000. Thì quả trầm này là tên là CHT 8 RS. Đấy, các bác nhá. Thì nó cũng không có đề công suất và luồng điện của nó thì em này sử dụng nguồn điện châu Âu
230, giải đường cắt 50 hẹp các bác nhá. Và đây đầy đủ các cổng kết nối để ăn chơi cánh toàn nhiệt vàng óng. Chúng ta đang được nhìn thấy một con số giá 3 triệu đồng, 3 triệu đồng đây các bác nhá. Quả trầm Venturi bắt 20 có giá 3 triệu đồng. Và bây giờ thì mời quý vị cùng các bác các anh em chúng ta hãy cùng đi đến ba quả trầm còn lại nữa. Ba quả trầm còn lại thì đầu tiên ba quả trầm còn lại này là quả đời qua đây có giá 3 triệu 200. Các bác mua em sẽ vệ sinh cho các bác các anh em chúng ta đẹp keng luôn. Quả trầm có giá 3 triệu 200 ngàn đồng. Và quả trầm này là quả trầm đến từ Anh Quốc, quả trầm Rogan các bác nhá, quả trầm Rogan. Rồi, cái mặt của em nó trông rất là trang bị rất là vững chắc, và nhựa rất dày và được bọc da nữa. Quả trầm Rogan, chúng ta nhìn thấy biểu hiện Rogan ở đây của anh các bác nhá. Rogan sử dụng một cái loa bát có đường kính lớn hơn 20 năm, mang các bo kết hợp sợi thủy tinh, và cái gân của nó sử dụng gân lụa to các bác nhá, sử dụng gân lụa to rất là ok. Quả trầm đánh tiếng rất là hay và lâu lắm rồi hôm nay em mới về được một quả. Quả trầm có giá 3 triệu 2 là quả trầm Rogan. Quả trầm Rogan này nó có tên model là ASB 100 các bác nhá. Quả trầm Rogan ASB 100 model Activate 6 Sup các bác nhá. Thì em này em mới sử dụng nguồn điện là 230V, giải đường cắt 50 hẹp, hàng được made in England các bác nhá, hàng made in England rồi, rất ok luôn. Thì cái lỗ thông hơi của nó là đằng sau với em đã giới thiệu qua về thông số cho các bác các anh em chúng ta rồi. Cho ra ngoài. Và bây giờ là chúng ta hãy cùng đi đến với một quả trầm đến từ Anh Quốc. Quả trầm đến từ Anh Quốc này nó có tên là quả trầm kép các bác nhá. Quả trầm kép model rất quen thuộc. Quả trầm kép này là quả trầm có tên là quả trầm kép đến từ Anh Quốc, model là PS Vedup 1000 các bác nhá. Kép PS Vedup 1000, hàng Anh Đừng. Điện tất nhiên là con này là em ấy sử dụng hai cầu điện, một nguồn điện 115V và một nguồn điện 230V, nguồn điện Mỹ, công suất 150W max các bác nhá, rất là ok luôn. Và đây là các hiệu ứng ăn chơi của em nó đi vào, rất là ok. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đi đến với cái quả bát của em nó nào. Cái quả bát của em này là em mới sử dụng một cái loa bát có đường kính là 20, mang carbon chất liệu dẻo gân cao su các bác nhá, mang carbon chất liệu dẻo gân cao su và hàng nguyên bụi, và có tới hai cái lỗ thông hơi đây, trông như là cái tổ chim bồ câu, rất là ok, rất đẹp. Và tiếp thì nó có gì mà các bác anh em chúng ta quả trầm cuối cùng trong lô trầm ngày hôm nay. Thì quả trầm này có giá 2,6 triệu, một quả trầm cực kỳ quen thuộc trong cửa hàng của em. Quả trầm này đánh cực kỳ hay và hàng quả trầm như này không có để mà bán. Quả trầm JBL 138, thưa quý vị cùng các bác anh em chúng ta. Quả trầm JBL Sup 138, hàng được sản xuất tại Malaysia các bác nhá. Điện của nó là 230V và tới 240V, công suất 200W, bát đánh bát gầm, bát ốc đất có đường kính là 20, rất là ok. Chúng ta đang được nhìn thấy cái bát của em nó cực đẹp đúng không ạ, rất đẹp. Bát 20 mang giấy kết hợp sợi thủy tinh gần mút các bác nhá. Rồi anh hay cái dòng này củ rất to, củ bằng bát luôn thưa quý vị và anh em. Rồi rất là to cao đẹp trai. Thôi bây giờ đã giới thiệu xong thưa quý vị cùng các bác các anh em chúng ta hết chậm rồi. Giới thiệu xong cho anh em chúng ta 7 quả trầm này. Bây giờ đến giới thiệu Omni. Omni này là một, không em về này, 1, 2, 3 con Omni Đà Lông và một con Omni Marang. Đây là những thương hiệu của Nhật Bản, hàng rất quen thuộc và phổ biến, được nhiều người tin dùng, có giá thành hợp túi tiền. Quả trầm đầu tiên này là quả trầm Đà Lông, có tên là PMA 880D các bác nhá. Quả Omni, em nói lộn, nói nhầm. Thưa quý vị và anh em, nói nhầm, đang giới thiệu trầm tự nhiên sang Omni nghe nó quen. Quen mồm. Chúng ta đang được nhìn thấy quả cái em Omni này. Em ấy có những cái dòng chữ rất là lét. Rất là lét, chữ nó nổi lên rất là lét, các anh em thấy à. Rất là lét luôn. Thì em Omni Đà Lông
PMA880D. Dòng này là dòng thích hợp giải mã nhá, thích hợp giải mã đường quang và analog, chất âm cực kỳ hay, chiếc âm đi tuyệt vời đẹp, thật sự mà nói chiếc âm đi rất đẹp. Qua cái máy quay chúng ta đã cảm thấy cái độ đẹp của em đó. Và thông số kỹ thuật thì em này em mới sở hữu trong lòng mình là 4 con sò than dòng sò Sanken hai vít các bạn nhá. 4 con sò than dòng sò Sanken hai vít. Chúng ta thường thấy là dòng sò Sanken hai vít thì nó còn hơn cả công suất là những con 8 con sò bình thường, tức là sò bé các bạn nhá. Vì sò của nó có công suất lớn hơn. Đàn ông PMA880D. Công suất là 216W, 50 cắt 50 đến 60 hẹt và nguồn điện 100V. Có đường quang giải mã digital và nó có đường như là DAC rồi CD, AUX, rất tiện lợi để cho anh em chúng ta giải mã đường analog ở đây. Rất ok. Rồi, chiếc âm đi tuyệt vời đẹp và giá của em âm đi Đà Long PMA880D, giá của em đó là 9.200.000 đồng. Các bạn nhé, giá 9.200.000 đồng. Rồi, giới thiệu xong nhưng em vẫn để đây, tí nữa sẽ test âm thanh cho quý vị và các bác anh em chúng ta được chiêm ngưỡng cũng như vừa nghe nhạc cũng như vừa ngắm nhìn. Âm đi thứ hai là âm đi Đà Long PMA780D. Các bạn nhé, âm đi Đà Long PMA780D có giá 7.800.000 đồng, có lẽ là chữ hơi trắng và lóa đúng không ạ? Đây nè, 7.800.000 đồng em ghi đây nhá, nhưng mà các em soi thì chữ nó trắng lắm, cái giấy nó trắng thành ra nó lóa, và cái máy phòng quay của em thì nó quá sáng cho nên nó lóa. Các bác thấy là hàng còn nguyên bụi. Thế em âm đi này ấy, em ấy cũng sở hữu trong lòng mình là 4 con sò than dòng sò Sanken hai vít, nó cũng tương đương với con 880D kia đúng không ạ, tương đương với giống và cái cấu hình của nó giống với 880D, nhưng mà 880D thì nó khủng hơn chút, đời cao hơn thì giá tiền nó cũng hơn. Con này thì là 780D giá 7.800, còn con kia là 880D giá 9.200 anh em nhé. Đây, công suất cũng đề là 216W, cũng cắt 50-60Hz, hồng điện 100V. Và em này thì em không có cái đường giải mã digital, tức là đường quang số không có, và em này em mới giải mã đường analog, chất âm rất là hay, tuyệt vời, ghép được nhiều dòng loa. Những dòng âm đi Đà Long chúng ta thường thấy là nó phổ biến để ghép nhiều dòng loa cứng đầu, mua vào dòng loa tiếng chất âm con nào cũng hay, ghép vào loa nào cũng hay, không ngắn dòng loa nào cả. Rồi, và tới bây giờ thì em sẽ giới thiệu với quý vị và các bác anh em chúng ta một chiếc âm đi Đà Long giá 2.600. Chiếc âm đi này các bác đừng chê nó, tuyệt vời, em phải nói câu là tuyệt vời, bé bé nhưng mà đánh chất âm thì thôi rồi. Chiếc âm đi này thì nó chạy là 4 con sò than nhá, 4 con sò than sò Sanken. Rồi thì đây là chiếc âm đi Đà Long, nó có tên model là PMA390 hay là mã. Đấy. Âm đi Đà Long PMA390 hay là mã, em giới thiệu nhầm. Đà Long PMA390 hay là mã, giá 2.600, hàng đẹp và bao zin cho anh em, tuyệt đối tất cả mặt hàng em giới thiệu. Các bác nhá. Công suất của em này là em đề là 138W. Các bác nhá. Đánh câu A cùng B, và cùng B. Và giá 2.600, các bác có thể chơi rất hay. Ở đây đối tác cho nhiều dòng loa đấy. Và bây giờ là một chiếc âm đi lửa của Nhật Bản. Đây là chiếc âm đi có giá thành là 4.200.000 đồng. Âm đi Marang PM80 các bác nhá. Âm đi Marang PM80. Chiếc âm đi này chạy 8 con sò than bọc đồng các bác nhá. Chiếc âm đi chạy 8 con sò than bọc đồng, công suất 200W, đánh có chức năng đánh cầu A, B và chức năng A cộng B nhá, hay công suất 200W. Đấy, đánh 8 sò than bọc đồng. Rồi, đã giới thiệu cho quý vị và các bác anh em chúng ta một số trầm và một đoạn âm đi. Và bây giờ tôi giới thiệu với quý vị và các bác anh em chúng ta một cái đôi loa rất quen thuộc và ngắn gọn để chi tiết giải thích cho quý vị và các bác anh em chúng ta vài lời. Đây là đôi loa thương hiệu rất nổi tiếng, nó đã đi sâu tiềm ẩn vào trong lòng người Việt Nam chúng ta. Đôi loa BMB CSD 2000C. Dòng này em bán mấy năm nay và chỉ duy nhất bán dòng 2000C này. Về dòng này, nó có một chất âm mang lại quá tuyệt vời.
Tiếng bát của nó đánh không cần phải trầm, không cần phải súp các bác nhé, không cần phải súp trầm làm gì nữa, vì dòng nó đánh quá bạo lực, tiếng cực kỳ hay và nghe nhạc cũng như hát ở karaoke chơi được đa thể loại nhạc khi chúng ta thể hiện hát karaoke rất hay. Và đôi loa này là một đôi loa hàng xin bãi. Hàng xin bãi có nghĩa là như nào? Hàng Nhật Bản nhưng được sản xuất trên dây chuyền Trung Quốc. Hàng xin bãi nha các bác nha. Các bác muốn xem nội thất của nó hãy vào Zalo, em sẽ gửi hình ảnh nội thất cho quý vị và các bác anh em chúng ta được xem. Em này sử dụng trong lòng mình là một cái loa bát có đường kính 30, màng giấy kết hợp sợi thủy tinh và nó có tới 4 cái loa check. 4 cái loa này là có hai cái loa lời và hai cái loa check, hai loa lời và hai cái loa check lời giấy và check giấy các bác nhá, sử dụng vật liệu bằng giấy. Dòng này có trở kháng 8 ohm và công suất là 1200W. Các bác có thể ghép với âm ni hoặc có thể ghép với đẩy rất là hay. Đặc biệt trong phương án ngày hôm nay em ghép vào nó với lại chiếc âm ni Sansui AUD77X được cát, tiếng quá tuyệt vời, thật sự mà nói quá tuyệt vời, chất là mang lại mỹ mãn cho người chơi luôn. Và bây giờ thì xin đi vào báo giá cho sản phẩm đôi loa BMB CSD 2000C hàng bãi xịn này. Đôi loa này hiện tại trong cửa hàng của em phân phối bán cho quý vị và các bác anh em chúng ta giảm giá là 8.500.000 đồng các bác nhá. 8.500.000 đồng các bác, không đi đâu mà mua được dòng này loa này luôn, thật sự mà nói như vậy. Đôi loa đẹp keng và bao zin cho anh em tuyệt đối nhá. Đôi loa rất đẹp và bao zin cho anh em. Bên này thì em đã mở e căng của nó và e căng của nó ở đây. Và bên này thì em để nguyên e căng. Chúng ta thấy để nguyên e căng nó như thế này. Và đôi loa này chúng ta có thể để nằm. Và đôi dòng này loa này đúng là nó để nằm. Và chúng ta có thể để nằm cũng được và để đứng cũng được các bác nhá. Rồi. Đôi loa BMB CFD có giá 8.500.000. Và tiếp thị tới quý vị và các bác anh em chúng ta ba sản phẩm nữa. Đó là chiếc đầu Soli DAT 59ES. Chiếc đầu này chuyên nghiệp giải mã có giá là 5.900.000 đồng. 5.900.000 đồng các bác nhá, đẹp keng luôn. Và một chiếc đầu nữa, đây là một chiếc đầu em vừa về trong cửa hàng nhà em. Chiếc đầu Đờ Lông, nó có tên là DCD 1630 các bác nhá. Chiếc đầu Đờ Lông DCD 1630. Chiếc đầu này giải mã 20 bit các bác nhá. Chip giải mã đường ra là 20 bit. Và nó chuyên chạy DCD cũng như giải mã đường ra. Và chiếc đầu này nặng cực kỳ nặng, dòng này quá nổi tiếng rồi, không cần được giới thiệu kỹ đó. Chiếc đầu này có giá 3.200.000 các bác nha. Chiếc đầu này có giá 3.200.000 Đờ Lông DCD 1630 3.2 và trên này là 5.900.000. Và dưới là một chiếc âm ni đẹp keng, các bác đang được thấy độ đẹp của nó quá đẹp đúng không ạ, bụi chưa lau. Chiếc âm ni Sansui AUD77X The Cat hôm nay nhận được rất nhiều lời mời test âm thanh. Em sẽ test chiếc âm ni này. Và chiếc âm ni này em bao zin và bao đẹp, mặt đẹp cho anh em. Bao zin và rất đẹp nha các bác nhá. Bao zin cực đẹp luôn. Đấy. Chiếc âm ni này có giá 9 triệu đồng. Bây giờ mời quý vị cùng các bác các anh em chúng ta hãy cùng thưởng thức trong clip video ngày hôm nay. Ngày mùng 1 đầu tháng. Em sẽ mời quý vị và các bác các anh em chúng ta hãy cùng nghe một bản nhạc Tây. Bản nhạc Tây. Nói về bản nhạc Tây này thì thưa quý vị và các bác anh em mình chơi audio thì chúng ta thi thoảng cũng phải đổi gió và đổi nhạc để nghe âm thanh. Nhạc Tây cũng rất là hay, mặc dù không hiểu về lời. Thế nhưng nghe cái qua cái bản test này, quý vị và các bác các anh em chúng ta thấy là đôi loa nó thể hiện trên đôi loa, tức là từ cái giải bát, giải check và giải lời, ba giải này sẽ tách bạch nhau hoàn toàn khi chúng ta nghe vào đôi loa BMB CSD 2000C cùng với âm đi Sansui AUD77X The Cat cùng với chiếc đầu Đờ Lông chuyên chạy đĩa CD 1630. Bây giờ mời anh em chúng ta hãy cùng lắng nghe. Em xin phép mở đây chiếc đầu. Yeah.
Too many years have passed since I've been home.